con cọc con hôm nay. Ba mẹ con nhà lòi. Lòi sẹo. Sẹo lòi. Đó. Cụ tè chưa? Sợ. Để cho tạm mấy con kia vào trong chuồng để cho con nó chơi. Chứ mà nếu không mà cứ lanh tranh nhau tranh cho con là đâm ra lại bụp nhau. Con mẹ đến hôm nay vẫn nhiều sữa lắm. Nó vẫn chiều con, nó vẫn cho con nó bú. Mà cho con thì hôm nay là bao nhiêu ngày rồi? 50 ngày rồi. 50 ngày mà bẹ sữa còn mẹ vẫn thế kia. Đây là con cái đấy. Đó, nhìn cái tí sữa còn mẹ. Đây là thằng đực. Thằng đực này thì cái chất lông đệm của nó có vẻ hơi dài. Chất lông đệm dài. Cho mẹ vẫn dọn cho con. Cái này thì lông đệm ngắn. Còn cái vàng thì một mình nó núp trong góc kia. À đây, nó ra màn hình như thế nào. Cái vàng này là cái con mà mình ưng nhất cái đàn này. Vì thích màu vàng. Và bố mẹ đều vàng, còn hai con kia là cũng là hai con màu vàng nhá, chứ nó không phải là nâu đen hay gì đâu. Mà nhìn mọi người nhìn cái màu chân của chúng nó với cái màu đầu của chúng nó là bây giờ nó là vàng rồi đấy. Mà bọn này là vàng, là còn là vàng sẫm cơ. Chứ nó cũng không phải là theo kiểu vàng nhạt đâu. Đó, nhìn cái màu lông ở đầu, ở gáy này với lại ở chân của nó dậy màu đấy. Đó. Nhìn màu chân con cái này nhìn rõ này. Con đực thì nó to. Đó. Thôi con Parker đi ra kia. Không có đứng ở đấy, làm phiền chúng nó. Mấy đứa đi ra đằng này chưa? Thôi Parker. Đây. Có ông thanh niên này ông đang ra đây ông hóng chơi. Ở bên ngoài hóng vàng. Mà bọn chó mẹ này nó bảo vệ cho con là nó không thích cái điều ấy. Ba đứa ra đằng này chơi. Đó. Nhìn màu lông của con này, màu lông của con này, con cái vàng con này, màu lông của con này là sau nó còn sậm hơn là lông của con mẹ nhiều. Bởi vì bây giờ khi nó còn bé này là cái màu lông nó đã sậm hơn rồi. Nó đã sậm hơn một tí rồi. Đó. Phê chưa? Đứa nào hầm hè cái gì ấy nhỉ? Có thích ăn đấm không? Thôi Parker đi ra đi. Đi xuống. Đúng là giờ thả của bọn chó kia ra chơi cho nên nó hơi ồn. Vì chúng nó hóng vào. Ra thích là làm quen với lại chị M. Chị M đang phải cho chị M ở trong chuồng để làm gì, để cho mẹ con nó chơi với nhau cho thoải mái. Đấy, hôm nay nhìn màu nó thực tế đấy. Bởi vì hôm nay quay ở cái góc này nó vẫn còn ánh sáng. Được. Nhìn, ngầu chưa? Parker cứ hóng để vào đây chơi, khổ. Trong này là chỗ khu vực cho bọn chó con không có được vào. Bảo anh xem con sẹo nó qua đấy, không bế nó vào đây. Rồi,
ra chơi với con đi, ra chơi với con, ra chơi với con kìa, con đâu? Đúng rồi, ra đấy chơi với con. Thôi. Gấu lắm. Đầu gấu có thừa. Ra đây để quay video sẹo tí. Đây. Đây là bố và mẹ. Đó. Bố sẹo thì thay lông sắp xong rồi đây. Quay mặt đây, quay mặt về phía này. Nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống. Đứng rồi. Cứ nằm xuống là ngửa bụng ra để rãi. Rồi, con lồi ngồi xuống. Rồi lõm. Không bắt nạt cháu, cháu nó ra cháu nó chào tí mà. Đã bị dọa nó à. Quay mặt về đằng kia thôi. Đúng rồi. Đấy. Chuẩn. Con này nữa quay mặt về đằng kia. Quay mặt về đằng kia. Xích đây. Xích đây. Đã con quay mặt đây. Rồi, trời đấy, con sẹo đấy. Xích cái sang bên này, sẹo nằm sang bên này. Để con nó nằm ở bên đấy. Sẹo sang bên này. Đấy, con đấy, con gái đấy. Ừ, liếm nào con đi. Cấm không bắt nạt nó là ta đấm luôn. Chứ không phải chuyện bình thường đâu. Đấy, giờ cái chỏm lông đuôi giống bố chưa? À. Tịt, cọc tịt. Cả ba con giống bố là cục tịt. Con mẹ thì cũng gọi là cục quýt như là con lồi nó cũng cục quýt như con lõn, nhưng mà ba con của con lồi thì này đều là cục tịt. Còn lần trước ba con của lõn thì hai con là cục quýt một con cục tịt. Hai con của lõn. Lần này thì hai con thì cũng một con cục tịt, một con cục một con có đuôi ngắn. Chắc là cọc quýt thôi, nhưng mà hai đấy là hai con mà bị dây rụng đó, còn một cái con dài đuôi thì sẵn đó. Chính là lẽ ra là cái đàn ba con này, đàn ba con lần này của sẹo với lồi ấy, là mình dự định ban đầu ấy là mình định giữ lại một con cái thôi, nhường một con cho mọi người, nhưng mà vì cái đàn của con lõm với con sẹo rồi là nó đẻ như thế, thành ra là cái đàn con lồi với con sẹo này mình giữ lại cả hai con cái luôn, chứ không bán con nào nữa. Bởi lẽ ra là định giữ lại một con của cái đàn của lõm với thì sẹo này. Rồi Parker đi ra ngoài, không có vào đây, chỗ này chỗ cho con. Mấy quả tiền nó đang hóng rồi muốn vào cái trường. Thế cho nên là cái đàn này là giữ lại hai con cái này vì như thế. Và khi mà nuôi nhân giống ấy, thì mới biết được là gì. Có một cái đàn chó đẹp thì ngoài cái việc là cái con bố con mẹ đẹp, nó phải là có thêm được cả cái sự may mắn nữa, được. Chứ còn mỗi đàn nó một kiểu, chứ không phải là cứ con bố một cặp bố mẹ là nó cứ ra đẹp, nó cứ ra đẹp mãi, mà nó cứ ra cụt đuôi, nó ra cụt đuôi mãi. Nó vẫn luôn có tỷ lệ, bởi vì trong máu của con cọc này nó vẫn luôn có tỷ lệ nó ra cái con dài đuôi. Đây như cái đàn này của sẹo và lõm là dễ nhìn thấy nhất. Như đằng trước là bốn con là đều cọc, như đằng này là ba con này hai cọc một dài, nhưng mà cái con dài sống còn hai con cọc thì nó đỏ có, nhưng mà như thế là tỷ lệ của nó cũng là ít, nhưng nó vẫn luôn có tỷ lệ, và kể cả còn nhiều đời sau nữa để mà lọc mà để cho cái không có đuôi thì nó ít thì nó lâu lắm. Khả năng lần này do cái lông nó bị ẩm bị nấm da nhẹ. Hôm trước mình phát hiện ra có một cái vết nấm ở nách, là cái vị trí là nó ẩm, có một vết nấm ở nách rất luôn. Còn cái con của sẹo với lồi thì sau này cái con cái vàng chắc lông trong cái kiểu. Nhưng mà hai cái con mà bây giờ nó lông nó đang thì có một cái độ phớt đen ở trên lưng. Đây là mõm đen nên là hai con đấy sợ là sau đổi lông nó còn vàng hơn, nó còn vàng cháy như là cái con vàng mõm đen to đùng mà mình mới mua về mới thuần nữa. Sợ là sau này nó còn vàng theo cái kiểu như thế.
bởi vì nhìn cái màu vàng ở chân nhìn nó dậy lắm, trèo xếp lên xếp vào trong đấy, có đứng hóng thì đứng ở đây thì máy quay nó còn quay được. Hầm thôi, Parker đi ra kia, Parker cứ lượn ra đây là cái gì, làm phiền chúng nó. Đây là nhà thằng Sẹo, cho nên là thằng Sẹo nó vào được, còn Parker thì không vào được, vì đây là nhà nó, đây là vợ con nó. Parker đang vừa vào để chơi. Kiểu chơi của cọc này kiểu cứ đớp 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 đớp. Nằm xuống ta xoay đi, nằm hẳn xuống, nằm, nằm nào, đúng rồi, ok, xích lại ra đây, xích ra đây để anh xoay, nằm ha, nằm gừng, nằm xuống cứ lối ổn đi, lối ổn nên là sao xoay, anh cho mấy con kia vào chưa? Cho hết rồi, cho vào hết rồi, thế thôi cho Sẹo vào đi, để chơi tí tiếp. Chân to mẹ. Chân to hơn chân mẹ. Đây này, nhìn con cái này, nhìn nó dậy dậy lông ở chân vàng này. À, lông ở gáy này. À, dậy vàng này này. Đó. Thay xong cái lớp lông của cho con này ấy, là nhìn nó sẽ vàng nhiều. Đây. Đó. Tức là cái con này là về sau nó sẽ là con màu vàng. Vàng mõm phớt đen, thực ra đây bây giờ là mõm này nó cũng bắt đầu nó thay lông mà đã dậy lông vàng ở trên mõm này. Ở trên hộp mõm bên trên này, dậy lông vàng là lớp lông mới mọc. Thôi cô ơi, cô bà vai. Cô bà vai. Ok. 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 Cấu mèo à? Móng chân màu nâu nhá. Cấu mèo luôn. Móng chân của nó là màu nâu. Mày cấu mèo luôn. Đó. Ờ, Sẹo này vào đây à? Ok. Bạn này gái đang xí giống. À. Thôi, xin lại rồi con. Chưa chén được, nhấn lại. Thôi Sẹo ra ngoài đi. Ở cái đàn này này, quá như không. Em Đực này. Em này thì mặt rất là đẹp.